Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với buổi đọc truyện đêm khuya trên kênh Quán Truyện Audio. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe phần 2 Đêm Biển của tác giả Võ Thị Bảo Trân. Anh cho cô được gì để mà dám nhận tình yêu cao đẹp của cô? Anh thật sự lo sợ. Màn đêm buông với những cơn gió se lạnh. Ngồi trước biển vắng nhìn những ngôi sao cao tít trên bầu trời. Cô tựa vào vai anh. Tiếng sóng biển rì rào nhịp nhàng theo giọng nói của cô. Sau này, sáng anh đi dạy, em phụ mẹ ở nhà kinh doanh gánh chè. Trưa anh xuống bến, em theo anh ngồi ngắm biển. Chiều về em học mẹ nấu ăn ngon cho anh. Cuộc sống như vậy thôi, hạnh phúc lắm đúng không anh? Mái tóc cô mềm mại xõa trên bờ vai anh. Anh cũng chỉ mơ về hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, nhưng anh chưa dám mơ hết lòng để mơ nó cho trọn vẹn. Người như anh nào dám mơ hạnh phúc nhỏ ấy cùng cô. Dù lòng dậy những con sóng âm thầm, anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Gánh chè mà cũng bảo là kinh doanh. Em học kinh tế mà, phải kinh doanh cách gì lớn hơn chứ? Vậy em phải kinh doanh gì bây giờ? Hay em thử kinh doanh nước mía hay cá viên chiên gì đi? Ha ha. Anh cười giòn tan theo sóng đập vào bờ. Cô lườm anh rồi cất tiếng cười. Hay là em mở luôn quán ăn sáng, trưa thì bán nước mía, chiều bán chè nhỉ? Thế thì chúng mình tiền để đâu cho hết nhỉ? À, vậy thì tới lúc đó chúng mình đi du lịch nhé. Cả năm người chúng ta đi du lịch châu Âu đi. Em thích đi nước nào? Anh thích Hà Lan. Em thích Pháp thôi. Hay mình đi châu Phi đi. Anh giống châu Phi lắm rồi. Anh thật sự hạnh phúc, dù không biết ngày mai ra sao. Nhưng hôm nay có cô bên cạnh anh, vậy thì hôm nay cứ vui đi. Hãy để cho những ngày bên nhau của hai người là những hạnh phúc nhất, để lại những kỷ niệm đẹp nhất, để khi xa nhau rồi sẽ không phải hối tiếc. Đúng như vậy, anh sẽ cho cô những ngày đẹp nhất bên cạnh anh. Hạnh phúc là khi bên cạnh nhau, cùng tạo ra tiếng cười. Dù đơn giản, dù nghèo khổ thiếu thốn thì có nhau bên cạnh là hạnh phúc, là ngọt ngào. Nhưng cuộc sống luôn như thế, thời gian hạnh phúc luôn trôi qua thật nhanh và ngắn ngủi. Có người nói là cậu dụ dỗ con gái của họ bỏ nhà theo cậu. Sơn, tôi biết cậu là người hiền lành, nhưng nhà người ta nói sẽ làm lớn chuyện này. Dù gì trường này cũng có danh tiếng lâu đời rồi, nếu bị ảnh hưởng thì cậu biết rồi đó, phụ huynh học sinh họ không nghe mình giải thích đâu, cậu hiểu chứ? Vâng, em biết rồi, em xin lỗi. Thầy hiệu trưởng đừng lo, cậu là một giáo viên giỏi. Tôi biết điều đó và rất tiếc nếu để cậu ra đi, nếu cậu thương lượng được với gia đình họ. Trường rất sẵn sàng nhận lại cậu. Đây là cạc họ để lại cho tôi. Cậu đừng để phí tài năng của mình, thử xem nhé. Vâng, cảm ơn thầy, em xin phép. Lang thang trên con đường, anh biết rằng những ngày tháng tốt đẹp với cô thật ngắn ngủi và nó sắp kết thúc rồi. Dù sao thì với cô, anh thật sự là không thể. Nhấn số điện thoại trên cạp một lần nữa, anh lại đánh mất tình yêu của mình. Anh yếu đuối ư, nhưng anh yêu cô, yêu bằng tất cả trái tim mình. Nét nghiêm nghị trên gương mặt của người đàn ông, người đã vất vả trên thương trường, đã lặn lội với cuộc sống này bao nhiêu năm đang đối diện với anh, làm anh thấy không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Ông đẩy về phía anh chiếc phong bì dày cộp cùng lời đề nghị chia tay cô. Cậu thật sự không xứng đáng với con gái tôi. Những ngày qua tôi để cho nó tự cảm thấy chán nản với cuộc sống thiếu thốn, để từ bỏ, nhưng có vẻ con bé khá cứng đầu. Nhìn nó đen đúa và vất vả, cậu thật sự chịu được sao? Đẩy phong bì lại phía ông, anh cười nhạt. Cháu yêu cô ấy, nên cháu không cần tiền của bác.
Bác hãy mang cô ấy đi đi. Cháu biết mình nên làm gì, vì cháu yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Tình yêu của cô, anh sẽ ghi chặt vào tim. Không ai có thể thay thế được. Nhìn cô đứng dưới trái bếp nhỏ, dáng chấp nhỏ bé ấy, làm sao chịu đựng được những tháng ngày gian khổ. Mình đi dạo nhé. Em đang phụ bác mà. Hai đứa cứ đi đi. Nhìn nét mặt của anh, bà biết con bé đã đến lúc phải đi rồi. Bà đau lòng, thương con, cái số kiếp nghèo anh gánh từ khi mới sinh ra. Bao khổ cực anh gánh, đến nay tình cảm cũng lận đận. Bà thương cả hai, nhưng biết làm sao hơn. Mấy ngày nay bà buồn, nghĩ rồi cũng sẽ có ngày cô phải đi. Thương con, bà đành nuốt nước mắt vào lòng. Ánh nắng chiều vàng vọt rơi từng giọt trên bãi cát vàng. Cô nắm tay anh hạnh phúc nghịch những hạt cát trải dài trên bãi biển. Anh lặng lẽ bên cô. Hai người sánh bước cùng nhau đến khi ánh mặt trời ngủ quên trong làn nước. Ngồi tựa đầu vào vai anh, cô mơ hồ thấy một nỗi bất an. Tình yêu mang lại cho người ta cảm giác thật hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Cô dạ nhẹ nhàng. Bên nhau thật sự hạnh phúc. Những ngày qua có em bên cạnh anh, thấy mình sống cuộc đời này không còn gì hối tiếc. Cảm ơn em. Em cũng rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc còn là khi thấy người mình yêu hạnh phúc em à. Hạnh phúc mà người mình yêu khổ cực thì không còn là yêu nữa, mà là ích kỷ. Cô bật dậy. Anh đang muốn nói gì? Em về thành phố đi. Không, em không về. Về đi em. Cuộc sống cực khổ này sao em lại phải chịu chứ? Em chịu được hết. Anh đừng nói em đi nữa. Nước mắt cô rưng rưng, quay lưng đi thẳng về nhà. Anh nhìn bóng cô trong đêm tối, những giọt nước mắt khẽ rơi dài. Đáy lòng anh đau đớn đến vô cực. Anh phải làm sao để trả lại cho cô những ngày tháng chưa có anh bước vào. Nhìn về phía xa xăm, đêm biển đen như một hố sâu. Xa thật xa, những ánh đèn nhỏ mở lập lòe, loe loét mờ ảo như những cơn mộng tưởng. Ảo giác của chốn tối tăm. Bất chợt anh nghĩ đến những chiếc thuyền trên biển lênh đênh. Nghĩ đến người cha bạc mệnh đã biệt tăm trên biển. Nghĩ đến ánh mắt của mẹ. Bây giờ anh không biết phải làm sao. Anh nên làm thế nào? Một chiếc thuyền vừa rời bến ánh đèn xa xăm. Khắc vào lòng anh những suy tư. Và rồi anh quyết định. Anh nên quyết định. Đúng, anh phải dứt khoát một lần thôi. Ánh đèn hiu hắt. Cô đã ngủ say. Mẹ anh vẫn ngồi khâu chiếc áo cũ của anh. Anh ngồi bên mẹ. Dáng mẹ gầy gò. Anh thương mẹ làm sao? Anh là đứa con bất hiếu, nhưng anh không nghĩ ra con đường nào khác. Con sẽ đi biển mẹ ạ. Mẹ anh dừng tay. Không nhìn anh, nhưng anh biết đáy lòng mẹ đang dao động thật nhiều. Nhà trường vì sợ mang tiếng, nên con đã xin nghỉ dạy rồi mẹ ạ. Không đi dạy, con không biết làm gì ngoài việc đi biển. Còn nhiều việc trên đất mà con. Con cũng muốn cô ấy về thành phố. Mẹ anh lại im lặng. Bà biết sao hơn. Anh đã nói ra, tức là đã suy nghĩ rất nhiều. Khi nào con đi? Trưa mai, thuyền của chú Sáu ra khơi. Con đi theo chú ấy. Cha con cũng từng đi trên con thuyền của chú Sáu. Anh biết mẹ đang nghĩ gì. Ôm lấy bờ vai mẹ. Anh muốn mình bé lại, muốn làm một đứa trẻ, muốn được ôm mẹ và ôm lấy mẹ suốt cả cuộc đời này. Nhưng anh đã lớn và anh đang làm mẹ đau lòng. Con sẽ bình an mẹ ạ. Cả đêm anh trằn trọc nghĩ đến cái thở dài của mẹ, đến giấc ngủ say an lành của cô. Anh vẫn thấy mình chỉ làm được có vậy, làm cho những người yêu thương đau lòng vì sự yếu đuối vô dụng của mình. Sáng, khi mặt trời vẫn chưa rời biển hẳn, anh đã chuẩn bị xong hành lý, mẹ vẫn đi bán bình thường. Trâm và Trân đi học vẫn chưa về.
Anh nằm nhìn trần nhà. Cuộc sống của anh vẫn cứ trôi, chưa bao giờ anh trách móc cho số phận. Nhưng giờ đây anh muốn trách ông trời. Ông trời đang bất công với anh. Mẹ gánh con, gánh về. Cô ấy đâu mẹ? Mẹ bảo nó đi mua mớ rau với vài thứ linh tinh. Con chuẩn bị xong chưa? Xong rồi mẹ ạ. À, chút nữa con sang nhà chú Sáu. Ăn uống gì chưa con? Lên thuyền con sẽ ăn luôn. Mẹ anh thở dài, đi thẳng vào bếp, lén chùi nước mắt. Anh thấy mình vô dụng quá. Con đi rồi con sẽ về. Mẹ anh phất tay. Anh đi những bước chân nặng nề. Tương lai anh không dám nghĩ đến. Nó mịt mù và đen tối như buổi đêm ở biển. Cô về sau một buổi dạo chợ mua cho anh và bác quá trời trái cây, mỡ rau thịt tươi. Mấy cô trong chợ đã quen mặt, cân thêm cho cô quá trời luôn. Vui vẻ với chiến tích của mình, cô nhanh chân bước trên con đường nhỏ. Từ phía xa, Tâm và Trân đang thút thít chạy vội đi đâu. Chuyện gì vậy hai đứa? Chị là đồ xấu xa, chị đi đi, trả anh hai lại cho em. Bé Trân nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ. Rồi hai đứa lại chạy đi. Đã có điều gì xảy ra với anh rồi? Cô vội vàng chạy theo hai đứa nhỏ, lòng phập phồng lo sợ. Ra đến bến, những chiếc thuyền đã rồi rời đi lên đênh trên biển. Trâm và Trân gọi tên anh đến khản cả giọng. Cô hiểu rồi, anh theo thuyền đi biển. Vì cô, anh đang gieo mình vào biển cả. Cô chạy ra biển gọi tên anh, nước mắt giàn giụa, tên anh vang trên biển. Chìm xuống và tưởng chừng như im lặng dưới đáy sâu, nhưng lại dội đến tận tim anh đau nhói. Dù anh đi, nhưng cô nhất định không chịu rời đi. Mẹ anh tuy thương cô, nhưng nếu cô không đi, anh nhất định sẽ không về. Cô đành phải rời nhà anh, nhưng không rời khỏi xóm biển này. Cô thuê phòng trọ, trưa vẫn đến phụ mẹ anh dọn hàng, chiều chiều vẫn ra bến chờ anh. Mẹ anh đau lòng thương cô, nhưng biết sao hơn. Bà cô cũng đến tìm, cô nhất định không về nhà. Ông giận đến tím mặt, tát cô đỏ cả mặt rồi khóa hết tài khoản của cô. Vì yêu anh, cô nhất định chịu được. Nhận dạy thêm cho vài học sinh, trong xóm mọi người biết chuyện ai cũng muốn giúp đỡ. Ai cũng thương cho cô. Cô đúng thật làm người khác cảm động. Dáng vấp tiểu thư ngày nào đã quen dần với biển. Làn da trắng đã rám nắng đi ít nhiều. Hơn một tháng trôi qua, bao thuyền đi xa đã trở về. Nhưng anh vẫn còn lênh đênh trên biển. Cô hàng ngày vẫn xuống biển hỏi tin anh. Được hay, thuyền anh lớn nhưng đang thất, chưa đầy thuyền nên còn cố bắt thêm ít ngày nữa. Biết được tin anh, nhưng lòng cô lo lắng hơn nhiều, bởi nghe dân chài bảo nhau mùa bão đang đến gần. Biển bắt đầu động mạnh, năm nay chắc bão đến sớm. Mẹ anh cũng nơm nớp lo. Bà trợ bệnh, cô đến nhà chăm sóc. Dù không được chào đón như ngày anh còn chưa đi, nhưng cũng không ghét nữa, cô thấy an ủi phần nào. Đêm, trời trở cơn mưa lớn, sấm chớp liên hồi, bầu trời đen lập lòe những ánh chớp. Cô đội mưa chạy sang nhà anh, nhà dột nhiều chỗ. Cô phụ mẹ anh che lại những chỗ nước, rồi cùng bà đứng nhìn mưa rơi ngoài hiên. Hai con người, hai số phận, nhưng giờ khắc này tâm hồn họ lại cùng lênh đênh trên biển. Bà đứng ngồi không yên sau mỗi tiếng sấm chớp. Cô thất thần ngồi trên bộ ván. Mưa liên tiếp suốt ngày hôm sau. Trâm và Trân nghỉ học ở nhà. Mẹ anh cũng không đi bán. Cô cũng chỉ ngồi bó gối một góc. Cả nhà lo lắng mong tin anh. Anh Thành tất tạ chạy chiếc xe ngã rầm trước cửa. Tấm áo mưa tả tơi không che được cả người. Đứng trước cửa nhà, anh ngại ngào nói với bà. Thuyền chú Sáu đi xa, nhận được tin bão, quay thuyền về nhưng chết máy.
bão đến nhanh, thuyền bị bão không nhận được tín hiệu nữa. Mẹ anh gục ngã. Hai đứa trẻ ôm lấy mẹ khóc thảm thiết. Cô khuỵu chân xuống nền nhà. Trong khung cảnh này, ai thấy cũng phải xót xa. Anh Thành bối rối trước viễn cảnh đau lòng này, chạy vội sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ đưa mẹ anh vào viện. Trời gần sáng, mẹ anh tỉnh lại. Bà tất tả chạy ra biển. Cơn bão vẫn chưa qua, mưa vẫn còn rơi đầy. Cô chạy theo bà. Mọi người tập trung rất đông ở biển. Những người có thân nhân còn trên biển tập trung đầy đủ trong căn phòng nhỏ gác biển. Người khóc, người la, người thất thần. Vợ chú Sáu ngồi như mất hồn. Thấy chú Tư bên cứu hộ, mẹ anh chạy nhanh đến nghẹn ngào. Tin tức gì chưa chú Tư? Chị bình tĩnh, thuyền cứu hộ đang cố gắng, biển vẫn còn động mạnh chưa thể đi xa được. Lại một ngày nữa trôi qua, những gương mặt đau đớn ngồi mong tin, mưa vẫn rả rít bên ngoài, cô thấp thỏm lo sợ, cầu mong trời Phật giúp đỡ cho những chiếc thuyền còn trên biển kia, và cầu cho anh bình an nữa. Bộ đàm ông Tư reo lên, ông bật ngay, bên kia có giọng báo cáo. Đã cứu được 3 người, vớt được xác 2 người, chưa thấy người của thuyền HP-302 có dấu hiệu tàu bị đắm. Dứt cuộc gọi đàm, ông Tư rơi vào trầm ngâm. 3 giờ sau thuyền về, tiếng cấp cứu ỏ e. 3 người được cứu sống, gia đình mừng rỡ đưa vào bệnh viện. 2 người đã mất, người nhà đau đớn, người khóc, người xù, khoảnh khắc làm người ta đau xót lòng. Tàu HP-302 chắc là. Giọng anh lính bàn bạc với ông Tư làm thân nhân trên tàu chú Sáu rơi vào tuyệt vọng. Những người vốn biết rõ chỉ còn là không tin vào sự thật mà thôi. Mẹ anh đau đớn nhìn vào không trung mở đục màn mưa. Cô chìm vào bóng tối. Trước mặt cô, mọi thứ tối sầm lại. Cô phải rằng cô đang đến bên anh. Màn đêm này là đáy biển sâu đúng không? Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, cô dần mở mắt, mẹ cô đang ngồi cạnh. Chớp chớp đôi mắt cô nhận ra mình vẫn sống, vẫn tồn tại, và cô đang yên ấm trong bệnh viện, và kia là mẹ cô. Mẹ đang mừng rỡ gọi bác sĩ khi thấy cô mở mắt, thất vọng khi không được đi cùng anh ngay cả đến thế giới bên kia. Nước mắt cô lăn dài, rơi trên gối. Bác sĩ đến, ba cô đến, mọi người đến. Họ nói, họ gọi nhưng cô im lặng. Cô không muốn nghe mọi thứ ù lên bên tai cô. Cô không lên tiếng, cô chỉ nói chuyện với anh thôi. Mẹ cô hốt hoảng gọi cô, bác sĩ xem qua, xem lại, hỏi thăm đủ thứ, nhưng tim cô vỡ rồi, theo anh trên biển. Mẹ cô khóc, ba cô như đã già thêm hàng chục tuổi, hốc hác nhìn cô. Có ai đó bước vào là bệnh nhân sao? Chắc là giường bên cạnh. Cô nhắm mắt lại không quan tâm. Cô muốn chìm vào hư vô để tìm anh trong vô thức của cô. Và rồi tiếng anh ấm áp bên tai. Anh bảo cô làm gì cơ? Mở mắt ra ư? Anh ác thế, bỏ cô đi rồi. Giờ cô muốn đi theo anh. Anh lại bảo cô mở mắt ra. Không đời nào. Mở mắt ra sẽ thấy anh ư? Lại lừa cô sao? Lừa cô để anh đi một mình như lúc anh đi cô không gặp một lần. Cô không đời nào. Nhưng tay cô đang ấm lên. Ai đang nắm lấy tay cô vậy? Là anh ư? Anh đang nắm tay cô. Anh cho cô theo cùng rồi ư? Vô thức, cô nở nụ cười hiền lành. Em đang nghĩ gì mà nụ cười mãn nguyện thế kia? Không, không đúng cảm giác này. Cô mơ hồ mở mắt. Trong hư ảo của ánh đèn huỳnh quang, bóng anh mơ hồ hiện ra. Dụi mắt, tay cô vẫn còn ấm áp trong tay anh. Là anh, là anh thật rồi sao? Môi cô mấp máy muốn nói gì nhưng không ra lời. Em không phải hỏi, anh sẽ kể em nghe. Hôm đó biển động mạnh lắm,
thuyền chết máy, mọi người đều sợ lắm. Nhưng do tai nạn 10 năm trước, chú Sáu chuẩn bị kỹ hơn nên thuyền trước khi đi được kiểm tra kỹ lưỡng và vô cùng chắc chắn. Mọi người đều trú xuống khoang tàu. Thuyền bị sóng đánh nhiều lần tường vỡ. Dù không ai nói gì, nhưng em biết ai cũng sợ. Bị đứt liên lạc trên đất liền, mọi người chỉ còn biết cầu trời. Anh thì nghĩ đến mẹ và em. Anh nhủ thầm nhất định phải trở về. Hai ngày qua, rồi thuyền không cự nổi. Một con sóng mạnh ập tới, thuyền bị vỡ. Mọi người bị sóng đập, cố hét lên, bảo nhau bám vào mảnh vỡ thuyền mà cố gắng. Thật may sao, khi mọi người giằng co với biển, đến sắp không còn chút sức nào, thì có tiếng máy cứu hộ. Bọn anh cố gắng thổi còi và mọi người đã tìm thấy bọn anh. Thật may mắn. Anh có sao không? Sao lại mang đồ bệnh viện thế? Cũng trầy trầy chút chút. Anh cười tươi rói. Cô hạnh phúc, nước mắt lại trào dâng. Có lẽ lời cầu nguyện của cô, ông trời đã nghe thấy. Dù gì cũng cảm ơn rất nhiều vì đã đưa anh trở về. Cô nắm chặt tay anh cứ như rằng nếu cô buông tay anh sẽ tan biến vào không gian này. Ba mẹ cô nghẹn ngào trước khoảnh khắc ấy. Phải chăng họ nên nhìn nhận tình yêu này rồi? Phải chăng vì sự cố chấp của mình, họ suýt đã đẩy tất cả vào một bi kịch? Họ nên nghĩ đến một điều rằng với tình yêu chân thành, người ta sẽ bất chấp tất cả để được yêu và hạnh phúc bên nhau. Đêm biển đen và mịt mờ, con người ta sẽ không thấy được đâu là phía trước. Nhưng rồi thì đêm cũng sẽ qua, ánh mặt trời rồi cũng sẽ tỏa nắng xoa tan đi bóng đêm đen tối. Cảm ơn quý vị và các bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Đêm biển của tác giả Võ Thị Bảo Trân. Kính chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ, có giấc ngủ ngon. Và không quên để lại những bình luận, những dòng cảm xúc về câu chuyện mà các bạn vừa nghe. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện đêm khuya tiếp theo nhé. Xin cảm ơn.